Hôm qua, nhà chức trách Trung Quốc vừa chính thức bàn giao tàu sân bay tự chế đầu tiên mang tên Sơn Đông cho quân đội nước này. Truyền thông Trung Quốc đưa tin lễ bàn giao tàu Sơn Đông được tổ chức trọng thể ngày 17 tháng 12 tại quận cảng Tam Á ở tỉnh Hải Nam. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phó Thủ tướng Lưu Hạc cùng các tướng lĩnh thuộc Bộ Tư lệnh miền Nam và nhiều quan chức cấp cao khác của chính phủ Trung Quốc đã tới dự sự kiện. Theo Sputnik, tàu Sơn Đông trước đây có mật danh là Chai 001A và hiện mang số hiệu CV-17 do công ty đóng tàu công nghiệp Đại Liên bắt đầu chế tạo từ tháng 11 năm 2013. Đây là hàng không mẫu hạm thứ hai được biên chế hoạt động trong quân đội Trung Quốc sau tàu sân bay Liêu Ninh vào năm 2012. Tàu Sơn Đông có thể chở theo 36 tiêm kích J-15, vượt xa tổng số chiến đấu cơ trên tàu Liêu Ninh là 12 tiêm kích. Đây là một phiên bản nâng cấp của tàu sân bay lớp Kuznetsov, được trang bị các hệ thống radar tân tiến cùng sàn rộng trên boong cho các tiêm kích cất hạ cánh. Việc chính thức đưa vào biên chế hoạt động tàu Sơn Đông không chỉ giúp Trung Quốc gia tăng đáng kể sức mạnh của lực lượng hải quân, mà còn đánh dấu việc này trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới, ngoài Hoa Kỳ, Anh và Italia, sở hữu hai hàng không mẫu hạm trở lên. Bắc Kinh hiện đang cho đóng tàu sân bay thứ ba.